Ơi, chào chào anh chị em, cô chú anh chị em. Kênh mình đa số là mấy chú lớn tuổi. Cũng cảm ơn chú anh chị cũng đã ủng hộ rồi theo dõi kênh. Hôm nay mình nhà cụ Thiên Thành giới thiệu một cái cây đàn nó khá là đặc biệt. Mình không có chưa có dây nè. Cây đàn này là một thương hiệu, cây đàn của Mỹ, Enya ED18, Enya, cái thương hiệu Enya. Trong cây đàn tổng quan thì ok, nhưng mà cây đàn này có gì là đặc biệt thì đây, họ đã chế hết rồi. Loa nè, loa đặc biệt luôn. Rồi ở trên này có cái bảng điều khiển luôn, có nút số rồi phần lay rồi feel nè, sẽ tốt đầy đủ. Cái đàn này nó tích hợp EQ nè, cắm kết nối, rồi nó có thêm USB luôn, có bộ USB. Trong này nó có khoảng 30 mấy 40 điệu, có nhịp nè, có cha 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 rumba, nói chung là những cái điệu mà phổ biến á, tango, swing, soul, slow rock, disco, chung đầy đủ hết, DJ luôn, đầy đủ hết trong này. Rồi tiếp theo là đây, nó có một cái bảng điều khiển. Cái bảng này chắc hiện cái gì đây. Rồi nó có những cái nút chỉnh âm lượng, điều chỉnh âm lượng, rồi hình như công tắc thôi, đèn báo. Một cái điều đặc biệt đó là cái cây đàn này nó sử dụng nguồn là 110V, 110 hay 40 là sao? VAC. Vô AC đi một chiều à. Đây. Có cái cổng. Cái cây đàn này nghe cái người đó, cái người mà bán cho mình đó, họ kêu là trước mua 10 11 triệu lận. Cái đàn này mình tra thị trường này nó khoảng 2 triệu mấy. Đúng, cái đàn này có thương hiệu trên thị trường Enya. Rồi anh mới nghệ sĩ mà chế tác. Có một điều đó là mình cắm điện á thì lên đèn, nhưng mà không biết sử dụng cái này. Không biết sử dụng cái này. Ở trong á thì có một vài cái dây nè, ở phía trong này nè. Đấy. Rồi dây nhợ này gì tầm lum ở trong này nè. Không biết anh em nào mà rành điện tử thì đem về nghiên cứu thử sao. Ở trong này dây một đống bùi nhùi ở trong này. Mình tính xả ra mà để vậy thì nó ủng cái đàn quá. EQ. Nên anh em nào đem về nghiên cứu. Rồi rành điện tử thì tháo ra để tái sử dụng những cái tâm đàn này. Nó có loa này, nó có cái bảng này, bản nhạc nè, rồi nó có âm lượng, nó có EQ luôn, cái EQ luôn, rồi nó có cái ổ USB luôn, dạng như ổ đĩa vậy đó. Ở trên này có âm lượng lớn nhỏ, rồi có cổng kết nối MP3 này, có cổng kết nối MP3 music speaker giống như loa hả. Đó thì anh em tổng quan vậy, chung là mình không có bỏ dây vô. Cái đàn khóa khiết thì ok, mấy con ngựa này thì nói chung là chốt chiếc rồi đầy đủ, vậy là dây khóa thì mình kiểm tra rồi, nó ok hết, khóa mấy khóa này ok hết. Để nói chung cái đàn này cũng khá là xịn, 2 triệu mấy là cũng 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 tương đối, cần kiết đồ, cần đồ này nọ ngon lành hết. Nói chung ngoại hình cái đàn này 95 90%, 95%. Cái vấn đề là mình không muốn xả ra, tại vì giờ đêm nó không biết dùng rồi bỏ ủng.
nên nhượng lại cho anh em nào đem về xài, đem về rồi nghiên cứu chế tác. Đặc biệt mấy chú lớn lớn tuổi thì cái cây này nó khá là thú vị đó. Còn nếu mà không á, mình không xài cái bộ này á, thì mình lên dây mình đánh bình thường, à, mình đánh bình thường như một cây đàn bình thường thôi. Có những cái này thì nếu mà ai nghiên cứu được, ai nghiên cứu mà sửa được cái này thì nó giá trị cái đàn. Bán đàn cũ thì vậy thôi, cái này không biết nên thu đại. thu đại vô 700 ngàn, thu 700 ngàn, vì tại vì nổi cái bộ cái cây đàn không á, giờ quăng hết vô cái tháo hết mấy cái này ra thì bán lại thì cũng cỡ đó, bán rồi mình mấy cái chỗ này thì mình chế EQ khác rồi mấy cái, nhưng mà ủng cây đàn giá cover đồ lại. Cô chú nào mà đem về nghiên cứu cũng bán lại, cái này cũng bán lại 1 triệu, coi như là mình mua bán mà có cái chi phí đây. Cô chú mở ra nghiên cứu rồi sửa lại cái này, con nghĩ là nó đứt dây rồi thôi, nó bị trật dây, để lâu ngày không xài rồi nó bị trật dây này nọ thôi. Rồi xin cảm ơn.